Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện không thể ngờ, Nguyễn Thanh Nghị có đồng minh mới từ Ban Bí thư. Vấn đề sai phạm quy hoạch đô thị Hà Nội từ thời ông Nguyễn Thế Thảo đã được Nguyễn Thanh Nghị cho thanh tra Bộ Xây dựng khui ra từ 2 tháng trước. Phía ông Nguyễn Thế Thảo và một số quan chức của Hà Nội có liên quan đến sai phạm mới ở đây đã phản pháo lại kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng. Cuộc giằng co này rất quan trọng. Nó liên quan đến uy tín và số phận chính trị của nhiều người trong bộ máy chính quyền của Hà Nội. Nếu không tìm cách bác bỏ lời cáo buộc của phía Bộ Xây dựng, thì rất có thể nhiều quan chức sẽ lại phải vào lò. Vậy nên, dù muốn hay không, họ đang tìm mọi cách để liên kết với nhau, chống lại. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Như thông tin mà tờ Thời báo.de đã phân tích, ông Nguyễn Thế Thảo tuy đã về hưu, nhưng ông đã từng ngồi chiếc ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tới 2 nhiệm kỳ. Không dễ để mà buộc tội cho một con người như Nguyễn Thế Thảo vì ông đã quá nhiều mưu mô. Đây là cuộc chiến ngang tài ngang sức, không phải Nguyễn Thanh Nghị đang làm bộ trưởng và được nhiều thế lực lớn ủng hộ mà có thể mạnh hơn. Cho nên, trong chính trị cần có liên minh liên kết thì mới có thể thắng được đối thủ. Thế lực ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị là thế lực chính phủ. Người mà ủng hộ Nghị mạnh nhất chính là ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính. Và thêm vào đó nữa là ông Ba Dũng luôn hậu trường lo vận động hành lang giúp con trai tiến thân trên con đường sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, ông Dũng cũng là người từng làm Thủ tướng nên phần quen biết của ông chủ yếu ở bên chính phủ, chứ bên Ban Bí thư thì ông Dũng không mạnh lắm. Tuy vậy, lần này ủng hộ kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng lại có nhân vật ở bên Ban Bí thư của Đảng. Vậy câu hỏi đặt ra, người đó là ai? Chiều ngày 19 tháng 7, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đã nói vấn đề phát triển vùng đồng bằng sông Hồng vẫn còn rất nhiều hạn chế, vấn đề phát sinh mới, nhất là bất cập về quy hoạch và quản lý quy hoạch. Ông Hưng dẫn chứng, gần đây dư luận nhắc đến nhiều về quy hoạch của thủ đô Hà Nội, đường Lê Văn Lương và điển hình là các vụ việc quy hoạch bất cập, không đồng bộ của hạ tầng dẫn đến tình trạng mưa to, là ngập lụt, tắc đường, vân vân. Đây là hình ảnh Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương của Đảng lên tiếng ủng hộ Nguyễn Thanh Nghị. Ông Hưng cho rằng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tác động ngày càng lớn, cần phải đánh giá lại những gì đã làm, chưa làm được sau 17 năm qua ở vùng đồng bằng sông Hồng trong lĩnh vực công nghiệp và đô thị. Cần thay đổi nhận thức, tư duy về vấn đề liên kết vùng. Trong tham luận gửi đến hội thảo, ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong vấn đề phát triển hạ tầng ở vùng đồng bằng sông Hồng. Cụ thể là hệ thống hạ tầng đô thị của vùng còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo sự kết nối giữa các đô thị và vùng, nhất là về khu hạ tầng khung, tình trạng ngập úng vẫn còn, đặc biệt tại các đô thị lớn. Tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội chậm được giải quyết. Hạ tầng cấp thoát nước còn nhiều bất cập, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Không biết tiếng nói của ông Nguyễn Duy Hưng có là đại diện cho tiếng nói của Ban Kinh tế Trung ương, mà đặc biệt là ý của ông Trần Tuấn Anh có như thế hay không? Ở đây là trao đổi giữa cấp phó với nhau. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Thứ trưởng Bộ Xây dựng cấp phó cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Đây là hình ảnh, liệu bước tiếp theo ông Nguyễn Thế Thảo sẽ phải làm gì? Ban Kinh tế Trung ương là một đầu ngành trong Ban Bí thư do Tổng Bí thư quản lý và điều hành. Những tiếng nói từ phía Ban Bí thư rất quan trọng. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng của Nguyễn Thanh Nghị không chỉ gói gọn ở chính phủ mà còn ảnh hưởng đến một số nơi trong Ban Bí thư của Đảng. Không biết sự liên minh liên kết này của Nguyễn Thanh Nghị sẽ đi tới đâu, nhưng rõ ràng ông Nghị đã khá hơn cha ông ở khía cạnh ngoại giao chính trị, mở rộng tầm ảnh hưởng để tìm kiếm sự ủng hộ cho mình sau này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tam trụ yếu, trụ rung lắc, trụ mất đà, trụ quá già, còn lại Chủ tịch Quốc hội thành ngư ông đắc lợi. Tình hình tứ trụ thay đổi từng năm, mới thế đại hội 13, ông Huệ thất thế trước ông Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Chiếc ghế Tổng Bí thư lúc đó xem như là tài sản riêng của ông Tổng Trọng, không ai được đụng đến. Với quyền lực lớn có được từ chiếc ghế Thủ tướng, ông Chính đã vung vít quyền lực để xây dựng sức mạnh. Tuy nhiên,
Qua gần 2 năm ngồi chiếc ghế thủ tướng, ông Chính đang dần đánh mất lợi thế mà ông đã giành được ở đại hội lần thứ 13 trước đây. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước đang rung lắc dữ dội. Qua dịch Covid-19, uy tín của ông Thủ tướng trong đảng rất thảm hại. Ông Chính có lỗi chỉ đạo, đấy là lỗi rất lớn với vai trò là người đứng đầu chính phủ, với hơn 40.000 sinh mạng người dân Việt Nam trong cả nước đã chết vì đại dịch Covid. Ông Thủ tướng không thể phủ trách nhiệm trong vấn đề này. Đấy là lỗi chỉ đạo, còn lỗi lớn nữa là để quản lý cho công ty Việt Á bán hàng loạt bộ kit xét nghiệm rởm cho người dân, để các bộ trưởng thông đồng với Việt Á trục lợi trên sự khốn cùng của nhân dân cả nước. Còn ông Chủ tịch nước thì bề ngoài như không liên quan đến chỉ đạo chống dịch. Tuy nhiên đằng sau được cho rằng là sự bê bối bởi chính vợ ông đã có dấu hiệu liên kết với công ty Việt Á mua kit xét nghiệm từ Trung Quốc nhập về bán thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Vụ này có thể làm cho chiếc ghế của ông Chủ tịch nước lung lay thêm rất mạnh. Còn ghế Tổng Bí thư là chiếc ghế độc tôn dành cho ông Tổng Trọng. Tuy nhiên ông Trọng đã quá già và đến cuối nhiệm kỳ ông Tổng đã ngoài 80 tuổi. Chiếc ghế Tổng Bí thư sẽ trống và nhiệm kỳ tới cuộc đua bắt đầu được tính từ ngày hôm nay. Với ông Chủ tịch Quốc hội, chiếc ghế Chủ tịch nước không phải là mục đích mà ông, mà chủ mục đích là chiếc ghế cao nhất, là chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Cho đến nay, nhờ ngồi ở ghế Chủ tịch Quốc hội không có thực quyền, mong Huệ đã tránh đi hậu quả của cuộc chiến chống đại dịch Covid thất bại mang lại. Tuy vậy, trong bốn trụ của tứ trụ triều đình thì trụ Chủ tịch nước đang lung lay, trụ Thủ tướng đang mất đà, trụ Tổng thì đã quá già, còn lại trụ Chủ tịch Quốc hội là đang được ngư ông đắc lợi. Đây là hình ảnh trụ Thủ tướng mất đà so với trụ Chủ tịch Quốc hội. Nếu không có Covid thì ông Thủ tướng sẽ mạnh lên không gì cản nổi, sẽ bỏ xa đối thủ đang ngồi trước ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, vì dính đến sai phạm nghiêm trọng trong công tác chống dịch, ông Thủ tướng đã mất đà và từ này phía sau, ông Huệ đã vượt lên bắt kịp ông Thủ tướng trên con đường chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ tới đây. Vào kỳ họp Hội nghị Trung ương 10 sắp tới là kỳ luận tội các cá nhân sai phạm, vấn đề là phải vận động làm sao để chân trụ Thủ tướng bị luận tội thì cơ hội cho ông Chủ tịch Quốc hội mới lớn thêm được. Bởi nếu Bộ Chính trị không ra kết luận sai phạm cho ông Thủ tướng thì đấy là thất bại cho phe Chủ tịch Quốc hội. Bởi nếu đấu tay đôi, Chủ tịch Quốc hội không có khả năng đấu ngang vì trong tay không có thực quyền. Chỉ có nhờ Bộ Chính trị dán mác thê quy định nguyên tắc tập trung dân chủ thì lúc đó ông Huệ mới có cơ hội vươn lên để đạp ông Thủ tướng. Đánh giá cho kỳ hội đại hội sắp tới, giới thạo tin cho biết ông Chủ tịch Quốc hội đang có cơ hội rất lớn để ghi điểm trên đường đua tới chức Tổng Bí thư. Với trường hợp của ông Chủ tịch nước xem như hết cơ hội tranh đua. Vấn đề của ông Chủ tịch nước là lo giữ ghế, đừng để cho bị về hưu giữa nhiệm kỳ, chứ không còn có khả năng chạy nước rút với hai trụ còn lại. Đây là hình ảnh trụ Tổng Bí thư quá già. Cuộc chiến cung đình đang rất gay gò, thế trận đổi thay đôi khi chỉ trong vài ngày chóng vánh, phụ thuộc vào kết quả đốt lò của ông Trọng. Chân của ông Trọng không ai lật được, chỉ có ông về vườn hay không, chứ không ai có thể hất ông ra khỏi ghế. Mà biết đâu tới nhiệm kỳ sau, ông Tổng bỗng dưng lại nói tao khỏe có chi mồ, rồi ngồi lì lại tiếp chiếc ghế quyền lực cao nhất, thì các trụ còn lại cố đấu nhau chí tử, chẳng ai thắng, không ai được gì. Không biết được khả năng của ông Tổng bám ghế tới chết hay không, còn có khả năng các trụ còn lại có thể lật ngược thế cờ, chúng ta phải đợi thêm thời gian sẽ biết.